Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Như Khả em ơi. Như Khả kính chúc anh em xem video vui vẻ em ơi. Hôm nay thì Khả sẽ mua một cái đao tóc bằng sắt em ơi. Khả đang định hướng cũng luôn á. Nên là thôi, đầu tư đồ trước là tính sâu nè. Một cái đao này Khả mua 25 kim. Đưa trước là còn ban tiền mặt em ơi. Rồi. Làm cái đao đi đâu. Nói chung là đang định hướng như con đao đánh tông kim em ơi. Chứ con Thủy Yên đánh cũng được. Nhưng mà với hiệu ứng là con Thủy Yên nó đi solo thì ok. Hoặc là đi tăng di chuyển tăng tăng ok nên thấy một khi mà nó nhau là một cái lần thiên anh 5-7 mạng là bình thường nữa. Hôm nay thiên không được nhau, thiên đánh ở server này không nhau nổi nữa nên là không anh mạng nổi. Nên là ở lần này thì Khả sẽ sắm cái đao này đó, đánh tung kim và cũng như là có thể đi solo cùng các binh sát cũng được, cũng gọi là ok đấy, không phải quá yếu mà cũng được tầm tương đối. 25 kim ok rồi, đao tóc 20, binh sát 35. À, đặt móc được 32 cũng tương đối này mà. Rồi kháng họ 17. Ok. Đẹp luôn. Dính xương rồi. Chứ tầm này thì anh em là không có ai con long đao á, muốn đánh cho anh em xem mà không ai con long đao là không đánh được anh em ơi. Còn Thủy Yên thì nói chung là đánh cũng được, không phải quá yếu. Nhưng mà đánh khó quá. Thế nhưng cố gắng lên top mà khó quá. Không thể nào lên top nổi. Quay về con lùng đào đánh cho ngày nào cũng đầu tư biết nhiêu tiền lét lũng này nọ nè. Cứ nghĩ đi. Đầu tư lét lũng biết nhiêu. Nhưng mà không yên thua, không lên nổi nè. Giác rất khó. Server này phiên bản nội công em ơi. Năm độc và đường môn thì thân pháp. Ok, sắm được cái đao. Tiếp tục là những món đồ tiếp theo. Mà nó không cho giao dịch. Nếu mà có mua cái nhẫn thủy không? Không có. Có hay mua bên này. Ừ. Thầy thủy không anh? Rồi mất 700 khó nhai quá. Rồi. Thủy là từ lúc anh mà chơi tới giờ là cái đài chơi thiếu lâm không? Kháng bằng mấy cái VIP từ đó tới giờ. Không có tiền nữa chứ má. Lâm là yếu được. Là mới lượm được nãy luôn. Kim mà yếu được. Anh có một cái lón lệ kim kháng độc 24 này. Thế nào lấy qua anh cho. Má phải cái đài giờ hiệu quả. Vớt được miếng. Oh, giờ làm cho anh cầm đỡ để đi xem mai mốt tính sao. Còn nhiều đồ trang sức quá anh cũng thích ra mình còn áp phụ cái đào à đúng lúc tôi chỉ là bán đẹp đẹp không bán cái người cái đào thủy mà nó bán 4 kim cấp 8 à, có đường vòng 1 tóc 20 à. Mà nó đã không gì cái đào đấy nó bán 4 kìm đắt quá à. Rồi, bán tiền này. Không giải quyết vấn đề, tốc có 20 mấy hôm mấy bữa nữa thì bỏ đi chứ làm gì. Ừ. Chỉ ra event mới đấy, ra event mới này càng nhiều là đấy. Không lo mà càng tốc 30 đúng không mấy anh? Thế nào em? Không lo mà càng tốc mà... Con lôn thì cứ hỏi cải, con lôn gọi cải. Cải rõ nhất về con lôn, trước mà chơi con lôn... Con lôn sao càng tóc 30 đúng không ạ? 20 cũng được, không cần 30. Sau này thì 20 cũng như 30
Với cấp độ này lên 10x á thì đao 20 như 30 thì lúc đó điểm nó không gác tương đối rồi, nên 20 như 30 thôi. Tại vì cái 30 á thì mình lợi được khoảng 5 điểm kỹ năng nữa, mình tăng lên khoảng 200 được tay nữa. Đó chỗ đó thôi. Còn nếu mà lên cấp này nó có làm được cái điểm tiềm 5 điểm tiềm năng không phải vậy? Có chứ, đúng. Làm được mà.